Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, huyện Thoại Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành phấn đấu nỗ lực không ngừng đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, tập trung tối đa nguồn lực để xây dựng thắng lợi huyện nông thôn mới, hướng tới huyện nông thôn mới nâng cao. Là địa phương đi đầu trong xây dựng nông thôn mới, huyện Thoại Sơn đã và đang phát huy sức mạnh của toàn đảng, toàn dân trên mọi lĩnh vực. Trong đó, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã là một trong những nhóm đi đầu trong câu chuyện này. Tháng 7 năm 2021, Liên hiệp Hợp tác xã Thoại Sơn ra đời để thiết lập mối liên kết ngang giữa các hợp tác xã. Nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp Hợp tác xã Thoại Sơn là đưa cơ giới hóa vào toàn bộ quá trình sản xuất nông nghiệp, là nơi mua chung, bán chung vật tư và các dịch vụ cho sản xuất, điều tiết việc tiêu thụ toàn bộ nông sản do các hợp tác xã thành viên sản xuất ra, đảm nhiệm vai trò đối tác cung ứng nông sản cho các tập đoàn, doanh nghiệp lớn với nhiều chủng loại nông sản. Hiện nay, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn huyện đang từng bước phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Hợp tác xã nông nghiệp Vọng Đông được thành lập năm 2016 với 15 thành viên sáng lập. Đến nay thì thành viên đã lên đến là 97 thành viên liên kết tiêu thụ sản phẩm, mà chúng tôi xem như là đây là cái dịch vụ mà quan trọng nhất. Bởi vì khi mà bà con nông dân làm ra, hợp tác xã làm ra sản phẩm mà có cái đầu mối liên kết tiêu thụ để xuất khẩu ra nước ngoài, đó là một cái điều thiết yếu, cần rất là ổn định hơn nhiều lắm. Lúc trước bán mà chờ, mỗi lần mà tới thu hoạch lúa cũng phải chờ là kiếm thương lái rồi doanh nghiệp để mà mình bán được cái lúa của hợp tác xã mình. Bây giờ thì khỏi, mình khỏi lo phần đó, là nói chung bây giờ là yên tâm hơn lúc trước là nhiều lắm. Bây giờ mình cứ mần ra lúa, hiện tại giờ là nó ra được bay cắt ngày nào thì bên Liên hiệp cho lấy ngày nấy hết. Huyện Thoại Sơn hiện có 27 hợp tác xã hoạt động theo luật 2012 với 1.290 thành viên, trong đó có 9 hợp tác xã gắn kết với tập đoàn Lộc Trời theo chuỗi giá trị gắn với sản phẩm chủ lực của địa phương, có 1 liên hiệp hợp tác xã gồm 8 hợp tác xã là thành viên. Với vai trò nòng cốt về kinh tế tập thể, hợp tác xã thời gian qua đã từng bước hoạt động đi vào nề nếp và đem lại hiệu quả khá quan trọng về phát triển nông nghiệp của địa phương. Cụ thể, hỗ trợ nông dân tham gia ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất như các chương trình 1,5 giảm, 3 giảm 3 tăng, sản xuất các mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật trong xây dựng nông thôn mới, thực hiện cơ giới hóa vào nông nghiệp ngày càng nhiều và đa dạng các dịch vụ như xả lúa, phun xịt thuốc trừ sâu, xả phân bón bằng máy bay không người lái, sử dụng máy móc từ khâu làm đất đến thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp. Bên cạnh đó, hợp tác xã Thoại Sơn còn đóng vai trò quan trọng trong liên kết tiêu thụ, giúp nông dân giảm tác động giá vật tư, nâng cao chất lượng sản xuất nông nghiệp. Trong định hướng tiếp tục thì bên phía Liên hiệp trong vụ này sẽ mở rộng thêm các loại hình dịch vụ khác, ví dụ như là hiện nay là các hợp tác xã thành viên đang cùng với Liên hiệp là đăng ký kinh doanh thêm cái mảng gạo, mà gạo này là chính cho bà con nông dân mình làm ra, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đi châu Âu luôn, thì sẽ được đóng túi thương hiệu của cái hợp tác xã, là hiện nay là đóng túi thương hiệu là gạo An Bình 1, mà sản phẩm này là đặt sản phẩm OCOP, và chất lượng gạo là do chính bà tay và con nông dân mình làm ra, thì Liên hiệp sẽ đứng ra đại diện thì đóng cái gạo này và cung cấp lại cho các cái hợp tác xã, từ đó hợp tác xã sẽ cung cấp lại cho bà con nông dân nợ đến cuối vụ, thì trong cái nhu cầu sinh hoạt thì ai cũng có cái nhu cầu để sử dụng gạo, thì sắp tới thì hợp tác xã và thành viên của hợp tác xã cũng như Liên hiệp sẽ tổ chức cung ứng gạo đến tận tay bà con nông dân thành viên xã viên của mình luôn. Trong thời gian tới thì đối với các cấp hội, nông dân tiếp tục phối hợp các ngành, các xã và hợp xã tiếp tục tuyên truyền, vận động cái hướng dẫn nông dân tham gia phát triển các mô hình kinh tế tập thể, các mô hình kinh tế hợp tác doanh nghiệp, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ, phối hợp tổ chức tập huấn về kinh tế hợp tác được hợp xã, từ qua các hình thức làm để phát triển kinh tế hợp tác phù hợp, tiếp tục củng cố kiện toàn phát triển các cái tổ hợp tác chi tổ hội nông dân nghề nghiệp trong lòng các hợp xã, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp xã, hình thành liên kết trong việc thực hiện cánh đồng lớn chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp, là cũng tiếp tục đổi mới đa dạng các mô hình tập hợp nông dân vào các tổ hợp tác hợp tác xã, tăng cường công tác khuyến nông, chuyển giao khoa học công nghệ để từng bước chuyển đổi nhận thức, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân ở nông thôn.
Qua thời gian hoạt động, các mô hình hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện Thoại Sơn đã từng bước được củng cố và hoạt động hiệu quả hơn sau khi luật hợp tác xã năm 2012 ra đời. Các hợp tác xã nông nghiệp được tổ chức lại hoạt động theo hướng mới là cầu nối trong thực hiện các chủ trương của nhà nước về kinh tế tập thể, tạo ra giá trị vật chất phục vụ phát triển kinh tế, cung ứng các dịch vụ sản xuất nông nghiệp cho khu vực nông thôn, tạo tính đoàn kết trong cộng đồng ở nông thôn, tạo việc làm, tăng thêm thu nhập và sử dụng thời gian nhàn rỗi của người dân. Đồng thời là cầu nối trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật nhằm ứng dụng vào sản xuất, giúp các thành viên nâng cao năng lực sản xuất, nâng cao đời sống, đổi mới bộ mặt nông thôn, phát triển sản xuất nông nghiệp.